Với lại á là người ta đồn, nhưng mà chị thì chị không bao giờ chị tin cái gì mà đồn thất thiệt hết á, chỉ nghe người ta đồn thôi, em hiểu không? Thì em biết mà, trước giờ ai ở cái làng này ai chẳng biết là chị là cái người mà ít mồm ít miệng. Đúng rồi, đúng rồi. Hay là bây giờ hỏi chị, chị về đêm chị không kỳ thị cái vấn đề này. Cái vấn đề này đối với chị rất là bình thường, rất là bình thường. Em hiểu không? Chị rất là chia sẻ với em luôn. Tại vì á, chị là bạn của chị em, chị coi em như là người thân. Bây giờ em không có tâm sự được với ai, em cứ nói với chị. Không có, em không có chơi. Em thề với chị em không có chơi. Khi nào chơi em nói. Bây giờ nó không có chơi. Thiệt. Thôi em ơi, em có chơi thì em cứ nhận chứ không có sao hết. Em đã bảo em không cố mà. Vậy mà ngoài kia tao đồn em quá trời luôn á. Nó đồn em là chơi BD, bây giờ là lậm lắm, lậm lắm. Bây giờ không có thẳng được luôn á. Không biết cái đứa nào khẩu nghiệp, khẩu mõm, khẩu miệng như thế không biết. Kiểu gì bị ông trời đánh, ông thánh ông ấy vào trong xe. Em không chơi thì thôi, người ta nói kệ người ta. Người ta nói mà bây giờ em lại rủ người ta như vậy, không chừng em là nghiệp tụ bình môi đó. Không chơi không sao. Mà em bức xúc chịu không? Từ từ, em có điện thoại. Tôi nghe đi. Alo. Được. Cái gì? Chiều nay á? Chiều nay bố mày bận rồi. Ừ, phải đưa nó đi khám chứ. Chứ bây giờ nó có bầu rồi. Cái bầu là của mình. Mình không đưa nó đi, đưa người khác đưa đi vô trách nhiệm quá. Không được. Ừ, để người khác nhá. Em bận hả? Em bận thì thôi em đi đi. Chị hỏi em là chị hỏi rồi đó. Em đi đi, đi đi. Thế thôi em đi nhá. Ok. Mà không có BD nhá. Ok, bye bye. Cái gì vậy? Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra tự nhiên cái tin đồn thất thiệt dữ vậy trời? Ở đồn gì thiệt mà vậy? Thằng thắng em của chị nó chỉ biết lo học thôi, làm gì có chuyện bồ bịch gì đây. Nếu mà nó có bạn gái hay cái gì là chắc chắn nó sẽ đem về nó giới thiệu cho chị biết. Không có cái chuyện đó đâu, em đừng có đi đồn bậy như vậy. Không, không hề, em không hề đồn bậy. Cái nhà của chị á, là dạy dỗ mọi người, các thành viên trong gia đình rất là kỹ. Cái nhà của chị là gia phong là từ đời ông bà ngoại, ông em bà biết, nội cho tới biết. Ba, tới má chị, cho tới em đời hiểu. Chị tới em của chị và tới con cái chị dạy rất là kỹ. Em biết. Làm gì có cái chuyện nhưng mà chị ơi, nó làm cho con nào có bầu. Và bây giờ mà chị không biết được, nó có bạn gái chị còn chưa biết nữa mà ở chị em nói chị nghe nè, cái chuyện mình dạy dỗ đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện nó như thế nào là một cái chuyện khác. Tại vì sao? Tại vì xã hội bây giờ nó rất là hiện đại, bây giờ cái chuyện nó cũng không có gì. Chị đừng có làm nghiêm trọng quá. Là cái sao? Chuyện đó là chuyện vui. Chuyện vui cái gì chứ, nhưng mà em dựa vào cơ sở nào mà em nói như vậy? Trời đất ơi, em nghe đồn hay sao? Không phải là em nghe đồn sáng nay nè, em nghe thằng Thắng. Trời ơi, thằng Thắng em chị nó hư dữ vậy hả em? Không có gì mà đâu mà hư chị, nhưng mà cái sao lại không vậy? Nó phạm vào gia phong nè, nếp gia quy của gia đình rồi. Trời ơi, còn bằng mũi nào mà chị đi ra ngoài đường chị nhìn mặt người này người kia nữa. Thôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ủa, sao mặt sao? Tôi rồi. Sao cái thằng Thắng này nó kỳ quá. Trời ơi, nhục quá là nhục mà. Chị cứ bình tĩnh. Trời ơi, nghe em nói nè, chị phải bình tĩnh. Bây giờ chị rần rần lên nó cũng không giải quyết được cái gì hết. Cái gì? Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao mà cô hiểu? Cô kêu tôi bình tĩnh chứ. Không được rồi, không được rồi. Chị phải gọi cho nó về. Gọi liền đó chị, liền luôn. Alo, Thắng hả? Mày đang ở đâu? Phòng khám à? Thấy chưa, tôi nói không có sai mà. Mày về liền cho chị. Về liền, không có khám gì hết. Đó. Không có lấy thuốc gì hết. Đó. Đi về liền. Chị, chị hai, quỳ xuống. Tự nhiên gọi em về gấp còn bắt em quỳ. Quỳ. Thắng, em đây. Mày biết lỗi của mày chưa? Thì em chưa biết, em mới hỏi chị đây. Mày còn dám nói chuyện như vậy nữa hả? Ba má sanh mày ra dạy mày như thế nào hả? Sao bây giờ mày gây ra nghiệp tày trời như vậy? Em đâu có gây ra nghiệp tày trời gì đâu. Thì từ trước đến giờ em vẫn là người tốt mà chị. Mày còn dám nói gì vậy hả? Mày dám mạnh miệng mày nói gì vậy hả? Em kể cho chị đi. Mày ném xuống cho đây. Ném xuống. Tội thứ nhất là tội nói dối. Em có nói dối gì đâu. Tội thứ hai là tội cãi cố. Thì không đúng đi, em phải cãi chứ. Thắng, hồi sáng em đưa con Mina đi khám á, thì bây giờ em nói với chị hai đi. Thì đúng rồi, con Mina nó có bầu, em chẳng phải đưa nó đi khám thì sao? Trời ơi! Chị, tỉnh 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 tỉnh
lại nha. Thôi bình tĩnh. Cô thấy chưa? Vậy mà cô còn kêu tôi bình tĩnh được hả? Trời ơi. Nó làm cho con Mina có bầu mà bây giờ mình đánh nó, mình dạy nó, nó còn giọng cái mỏ nó lên cãi mình. Rồi. Nói là thì Mina có bầu thì phải đưa Mina đi khám chứ còn gì nữa. Ôi trời đất ơi. Thế luôn có bầu chảy em để đấy à? Thôi. Thấy nó không? Thắng ơi. Nó nói chuyện giống như là cái chuyện nó làm là cái chuyện đương nhiên. Hiểu. Nó làm như cái chuyện nó làm là chân lý. Là nó đang làm đúng, chứ là nó không hề biết là nó làm sai. Rồi, thôi chị. Chị cứ để cho Thắng nó giải bày cái đã. Để cái gì? Thì nó thừa nhận rồi chứ còn giải bày cái gì nữa hả? Để nó rõ ràng ra. Thắng nói cái gì? Thắng thừa nhận rồi. Mày tại sao mày lại làm cho con Mina có bầu? Hả? Tại sao? Là sao chị hai? Đáng lẽ mày phải dẫn con Mina về đây giới thiệu với chị, giới thiệu với gia đình, ra mắt ba má, rồi mày cưới con Mina, rồi làm cái lễ hỏi, rồi làm cái lễ cưới. Mày cưới nó về xong rồi sau đó mày hẳn làm cho nó có bầu. Mày là đàn ông hả? Mày là trai mới lớn, mày phải biết là mày phải có trách nhiệm với chính bản thân mày. Vâng. Không chỉ chính bản thân mày mà với cả người khác nữa. Đằng đây đó hả? Mày cho con mày sử dụng con Mina như đồ chơi của mày cho mày sung sướng mày à. Bây giờ nó có bầu như vậy đó rồi mày phủi bỏ trách nhiệm hả? Dạ rồi ai? Rồi ai có bầu? Đó. Con Mina là con chó mà. Thì mày làm cho con chó có bầu. Ủa Mina là con chó hả? Con Mina là con chó mà. Nãy giờ em chưa kịp nói thì chị đã nhảy vào miệng em rồi. Đánh em như một con chó ấy. Còn không đỡ em lên đi. Ôi khổ thân em tôi thế này. Thôi đứng dậy. Thế con Mina là con chó à? Vâng là con chó à. Thế nuôi từ lúc nào? Nó bên nhà bà nội. Rồi nuôi bên nhà bà nội à? Thế Tám. Em nói thật với chị nhá. Từ cái thời bố sinh mẹ đẻ ra, lần đầu tiên mà em gặp cái người mà nó nhiều chuyện với chị đấy. Chị lại sang nói điều của em với chị hai em đúng không? Chị đâu có biết con Mina là con chó đâu. Chị nghe cái tên đẹp chị tưởng đâu Mina là tên của một cô gái nào rất là dễ thương. Vừa phải thôi chứ trời. Cô phải biết cái câu chuyện là ngọn nguồn như thế nào phải rõ ràng. Cô hẳn qua đây cô bét tôi. Cô làm tí nữa là coi như là tôi đánh em thôi. Là coi như là đánh tao rồi. Ra nó thì tôi quá lắm. Bây giờ làm sao bây giờ nói bị như thế này này. Bây giờ em nghe nhầm, lần sau em sẽ nghe kỹ hơn rồi em sẽ nói với chị kỹ hơn. Thôi em xin lỗi cả nhà. Em chào. Đúng thiệt, nhiều chuyện hết sức, làm xíu nữa là tổn thương và danh dự gia đình rồi. Tại chị hai nghe chuyện bà đó. Thôi chị xin lỗi, lên đây ngồi đi, sao cứ quỳ mãi nè. Lên đây ngồi với chị nè, chị xin lỗi này, chiều nay chị cho đi uống trà sữa cho chị xin lỗi nha. Vâng. Mà chị hai sao? Em có chuyện muốn nói với chị. Bây giờ con Mina nó có bầu rồi thì cứ đưa nó đến thú y đi, chăm sóc cho nó đầy đủ, cứ thuốc thang đầy đủ, chị phụ tiền cho. Dạ, thế chị hai nuôi thêm con nữa nhá. Em nuôi thêm cả mèo hay thỏ hay là hamster à? Dạ, em nuôi thêm con Hana mà nó cũng có bầu rồi chị hai. Hana à? Tên cũng hay đấy. Thế Hana nó thuộc giống gì? Nó thuộc giống người chị ạ. Nó là con người yêu em. Có rồi mẹ. Anh muốn gì? Đúc. Không có uống. Hôm qua anh đi đâu? Làm gì? Với ai? Nói. Trời ơi, anh nói nãy giờ em chịu tin anh thề luôn á. Là hôm qua là họp lớp, rồi anh có uống miếng bia mà uống đâu, uống gần nhà nè. Cái xỉn quá, cái về nhà ngủ luôn, không chưa có gọi cho em. Cho anh đi đâu thì thiệt không? Tin lần này thôi đó nha. Tin anh lần đi, trời ơi, em mới biết trong cuộc đời của anh á, anh không có thương ai ngoài em, em muốn cho anh đúc tôi. Thấy không? Em là duy nhất là cả khoảng trời trong anh. Đúng không? Coi kìa, mặt kìa. Giận cái mỏ chu chu, nó thương. Anh đúc, anh đúc. Nước đi, không nước. Miễn sao mình yêu nhau được à? Đó. Thiệt á, em thương có mình anh thôi đó. Để anh viết cho nó dễ xuống à. Sáng dậy muốn nước nhiều không vậy? Ừ,
uống nhiều lắm. Em uống nhiều mà sao mắc quá. Thiệt tình à? Lẹ xíu nè. Đi lẹ nha. Đi lẹ chứ đi cho lâu kìa. Kỳ ghê vậy. Tính hẹn ra đi hỏi tội mà rốt cuộc. Điện thoại mà chụp hình không có đẹp gì hết trơn. Điện thoại này đẹp nè. Tối nay gặp ở đâu, anh trả tiền khách sạn nha. Bí mật nha. Trời ơi là trời. Anh mà ra hả? Anh chết với tôi. Chưa bao giờ thấy thoải mái như hôm nay. Em ơi, thoải mái quá. Giờ tự nhiên anh thấy anh năng lượng của anh ơi, nó dâng trào. Anh dám được coi phim nha. Gì vậy? Em Ngọc, không thích hả? Thôi không thích thì thôi, làm gì nhìn anh ánh mắt đó. Thôi giờ không coi phim. Đi công viên nước không? Đi công viên nước mình tắm. Tắm cho nó. Cái này thời tiết nóng quá. Nhớ mặt với tôi hả? Mệt lắm rồi. Anh, trong khi anh làm đủ thứ điều cho em vui, cái gì anh cũng chiều em á. Mà lúc nãy cái thái độ đó với anh hoài giờ không thích nữa thì... Hôm xưa anh dẫn em đi ăn được chưa? Đi khách sạn. Thôi em bán chuyện kế nhị luôn. Nói ra thì người ta nhìn mình kỳ lắm. Anh giỡn mặt với tôi hả? Anh đi khách sạn với con nào? Nè, em bình tĩnh giùm anh được. Anh giỡn mặt với tôi hả? Em bình tĩnh em nghe anh nói được không? Anh đi khách sạn với con nào hả? Anh đi khách sạn với ai? Rồi bây giờ ví dụ đi khách sạn á, anh trả tiền hay nó trả tiền? Đi khách sạn bình thường thì thường tế nhị đàn ông trai mình trả cho ai để gái trả vậy? Anh giận thì em đứng thì anh có đứng đâu? Mày đặt anh trả tiền nữa hả? Cái đó là em hỏi mà. Em hỏi giờ đi khách sạn trai với trai ai trả tiền? Đi trai trả cho ai để gái trả? Đây nè, tin nhắn đây nè. Anh chống mắt lên mà anh đọc tin nhắn đi. Dạ anh giải thích làm sao? Cười cái gì mà cười? Khùng hả? Sao? Trả lời. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Em gái anh nè. Cái gì? Đó. Em gái anh sao? Em gái anh nó... Em gái anh mà kêu hả? Tối nay gặp rồi đi khách sạn ai anh nhớ trả tiền nha. Rồi kêu bí mật nha. Em gái anh mà vậy đó hả? Hả? Em gái anh nó đi gì đó, đi du lịch. Đi du lịch với bạn nó. Xong rồi cứ bây giờ nó phải mướn khách sạn nó ở, nó không có tiền nó xin anh. Vậy á hả? Kêu bí mật là đừng có để cho ba má nó biết. À, hiểu không? Anh Tuấn à, anh nghĩ tôi là con nít hả? Hả? Bây giờ tôi không có tin, anh gọi điện cho con nhỏ đó đi. Anh gọi liền cho nó đi. Trời đất ơi, tưởng gì. Mệt em quá, nè một hơi nữa rồi đừng cất cất mà. Mà xin lỗi ngược lại anh ha. Thôi xin lỗi tôi đi. Lúc đó tôi không có chịu đâu. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Sao ta? Có nghĩa nó mới gọi mình hết pin ta. Em gái đâu rồi ta? Bây giờ anh gọi á, anh giả bộ là máy bận. Cái xong rồi một hồi anh nhờ một con nhỏ nào bạn của anh đó gọi ngược lại cho anh chứ gì. Đúng không? Xin lỗi anh nha, cái chiêu này 800 thằng làm rồi. Anh đừng có giỡn mặt với tôi. Bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi, anh quen tôi bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Anh quen tôi 3 năm rồi, chứ một lần anh rủ tôi đi khách sạn, rồi bây giờ anh rủ con nhỏ này đi khách sạn, xong rồi anh còn đòi trả tiền cho nó nữa hả? Hả? Anh giỡn mặt với tôi á hả? Hả? Anh xem tôi là cái gì? Anh trả lời cho tôi biết đi. Tại sao 3 năm rồi, 3 năm đối với anh là cái gì? Cho anh hứa tôi cái gì? Anh hứa với tôi là 3 ngày nắm tay tôi, 3 tuần anh ôm chung tôi, rồi 3 tháng là anh dắt tôi đi vô khách sạn. Và bây giờ 3 năm rồi, tôi chờ anh 3 năm mỗi màu tuổi thanh xuân của tôi rồi, trong khi bao nhiêu thằng dòm ngó tôi. Hả? Anh nghĩ anh là sao vậy? Bây giờ anh giải thích rõ ràng cho tôi, anh xem tôi là cái gì? Xem cái gì? Trời ơi, anh yêu em. Chứ không lẽ bây giờ... Ê, không lẽ em muốn anh quen em
chỉ để cái mục đích cuối cùng dắt em đi khách sạn hả? Tôi không biết đâu. Giờ anh làm sao anh làm á? Bây giờ em đừng để người ta nhìn mình được không? Bây giờ em không tin á, em lấy cái số này nè, em gọi lại cho nó đi. Thôi, không chịu đâu. Đó, anh cho em luôn số chứ anh nói thiệt, anh thề. Bây giờ thì thôi, giờ không cần thề, hứa đi. Anh nói thiệt, thôi, anh hứa. Rồi hứa, hứa gì cho hài lòng em đi. Trên đời này anh chỉ thương có một mình Ngọc của anh thôi. Anh mà có làm cái gì mà sai trái với em cho trời đánh anh đi, anh nói thiệt. Không có, mấy cái này là hiểu lầm, toàn bộ hiểu lầm. Anh còn nghĩ tới gì nữa em biết không? Nghĩ tới gì? Nghĩ gì? Mắc cỡ. Tính nhắn em đi đâu hả? Mắc cỡ. Tính nhắn em đi đâu hả? Anh nghĩ sau này á, mình còn lấy nhau nữa kìa. Vậy á đó ha, em sẽ có bầu. Anh hứa về cho tới lúc mà em có bầu á, anh không đi làm hết, anh ở nhà anh lo cho em, anh sẽ chơi với cái bụng bầu. Ôi, anh nói đây, anh sẽ nói con ơi con, ba yêu con, ba thích cái bụng bầu của con. Anh ba nè. Anh mai vậy? Người ơi, gì vậy chị? Gì vậy? Em có bầu. Ôi da, ôi da. Ai biết nhìn chị vậy, ai biết chị có bầu. Trời đất ơi, cha đứa bé đâu? Anh giữ xe đó hả? Anh ơi, anh ơi, trời bỏ chạy. Hả? Anh, anh phải chịu trách nhiệm. Tôi đi bệnh viện nhanh lên. Ông là, tôi giết anh liền á. Ủa, gì vậy? Cái gì liên quan gì tôi vậy? Trời ơi. À, anh phải chịu trách nhiệm cho tôi chứ. Chị, cái bầu. Anh, cái gì? Anh. Trời ơi. Nhiều cái vẫn vui mà sao vẫn kìa vậy? Trời đất ơi, tôi không ngờ anh là một con người như vậy. Anh quen tôi 3 năm rồi mà anh không làm tôi có bầu, mà bây giờ anh làm người ta cái bụng trình hình như vậy hả? Anh muốn nói cái gì? Anh không muốn nói gì hết. Bây giờ anh muốn nói đúng không? Anh lại đây, đi lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Anh dở mặt với tôi hả? Tôi không ngờ anh là đồ tệ bạc kiệt, đồ sở, anh con người đê tiện. Anh quen tôi 3 năm rồi, không làm tôi có bầu, bây giờ cái bụng bầu người ta như vậy hả? Chị em tay, tôi đi kiếm thằng khác làm tôi có bầu. Trời ơi, Ngọc, chị, trời ơi, chị làm ơn, Ngọc. Ngọc, đi đẻ à. Ngọc, trời ơi, đi đẻ cho lên anh. Chị. Đẻ. Chị, tôi lại chị. Tôi lại anh, tôi đau bụng quá. Chị, chơi tôi hả? Tôi chơi cái gì anh? Ủa, tự nhiên cái chị có bầu rồi chị lại, chị nói tôi phải chịu trách nhiệm gì với chị? Thì nhờ, tôi nhờ anh đưa tôi đi đẻ. Anh không đưa tôi đi đẻ, tôi chết. Không phải, anh chịu trách nhiệm hả? Ôi trời ơi, đau quá, đẻ đi. Đẻ gì vậy? Chị nhờ tôi chở chị đi đẻ, chị nói chữ nhờ ra là con chị đẻ ra bị tam tai hả? Sao chị không nói rõ chữ nhờ? Chị thấy bạn gái tôi, người ta quen sắp cưới rồi, bây giờ bà nói nhiều đó. Rồi bây giờ người ta bỏ tôi luôn rồi sao? Bây giờ tôi đẻ thì sao? Nhanh lên, giúp tôi. Nhanh lên. Bà đẻ rồi, tôi chia tay như vậy đúng không? Bà đi đẻ rồi bà nói. Cảm ơn. Cảm ơn thì có. Con ơi, từ từ ra. Ôi trời ơi. Ui. Thí chủ xin dừng bước. Anh gọi tôi hả? Cầm đi thí chủ. Cảm ơn nha. 19.000. Làm gì trời? Tôi bán nhang đó thí chủ. Tôi trong chùa người ta có sẵn nhang cho khách thắp mà, cần gì mua đấy. Hay, mô Phật, tuổi trẻ bây giờ ăn xài bao nhiêu tiền cũng được mà mua bó nhang không mà cũng lầm bầm. Thôi ủng hộ cho anh nè. À, thí chủ muốn mua nhang loại nào ạ? Đây là loại nhang Thái Lan, rất là thơm nhưng mà nhanh tắt lắm, thí chủ đừng mua. Đây nè, nhang Lào nè, lâu tắt lắm nhưng mà nó không có thơm. Thí chủ lấy nhang Việt Nam đi, hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm không tắt, cực kỳ thơm thí chủ. Sao hay vậy? Miễn đựng đốt. Thì mua làm chi? Thì bây giờ mua hửi thôi thí chủ. Trời đất ơi, bán nhang mà vậy. Thôi được rồi, tôi mua cho. Ừ, được không nữa. 19.000 thí chủ ơi. Sao tôi nhớ ngoài kia bán 15-20 mà. Trả giá nữa đi thí chủ, trả một hồi là nghiệp nặng đó thí chủ. Mà trước khi tôi mua cho tôi hỏi anh câu được không? Hỏi đi thí chủ, nếu như tôi biết tôi sẽ trả lời thiệt. Tôi nghe nói ở đây có cái miếu linh lắm phải không? Mô Phật à, thí chủ đi chùa mà thí chủ hỏi miếu thì sao tôi biết được? Tại đi chùa cầu hoài nó không bắt được, nghe nói miếu linh lắm mới đi nè. À, anh chỉ giùm tôi đi.
Nếu như mà tôi không nhớ lầm á, là ở gần đây có hai cái miếu rất là linh đó thưa thí chủ. Đó là miếu ông Tây với miếu ông Hổ. Không biết thí chủ muốn đi miếu ông nào? Có hai cái luôn hả? Dạ. Nó khác nhau chỗ nào anh? Miếu ông Tây là cái ông đó, ông ở bên Tây. Còn miếu ông Hổ là cái miếu của ông Hổ. Dạ. Nó cách nhau bao xa? Nó cũng không xa lắm thí chủ. Một cái 30, một cái 50 á thí chủ. Sao xa quá vậy anh? 30 cây với 50 cây hả? Không phải, 30 ngàn với 50 ngàn. Là sao? Giá xe ôm. Tôi nhớ hai cái đó gần nhau lắm mà sao 30, 50 cách nhau xa dữ vậy anh? Anh thấy cái nào linh hơn? Tùy tâm thí chủ. Cái đá banh, cái lô đề. Thí chủ thích chơi chỗ nào thì thí chủ tới chỗ đó. Mau Phật à. Khó nghĩ dữ ta. Mà từ đây qua đó cái xe ôm không anh? Có chứ. Nếu mà thí chủ có nhu cầu là cái gì cũng có. Nãy giờ tôi vô tôi có thấy xe ôm đâu ta. Miễn sao thí chủ muốn đi là có liền. Anh gọi giúp tôi hả? Dạ thí chủ. Xe ôm đâu? Tôi nè. Anh Thái. Hả? Ai? Anh Thái. Ai gọi tên ai? Ai gọi tên ai không phải tôi. Anh Thái. Ai gọi tên ai? Trời, đúng anh rồi. Anh Thái nè. Ngày xưa cái gì anh cũng dám làm nên em gọi là Thái giám, anh nhớ không? Mô Phật à. Con trốn lên đây mà nó còn kiếm con được. Con bán nhà bán cửa, bây giờ con lên đây con bán nhang nó cũng kiếm con. Tao nè. Trời ơi. Mày giận ra tao rồi hả? Trời ơi, làm sao em quên anh được. Trời ơi, em nhớ hình tượng ngày xưa anh Thái. Cao to, đẹp trai, lực lưỡng, sáu múi. Mà sao giờ nó dồn lại có một khúc vậy anh? Anh nhìn cái gì vậy? Không, hồi tưởng ký ức. Tỉnh nào, lên chùa mà còn diễn nữa. Tao nói mày nghe, bây giờ nhà cửa của tao đã thua cá độ, tao bán hết rồi. Vợ con tao nó cũng bỏ tao rồi. Bây giờ tao lên đây tao bán nhang mà tao tu mày cũng không tha tao làm sao? Tu mà sao anh chưa xuống tóc? Thầy nói là chưa có đẹp ngày, cho nên không có xuống tóc được cho tao. Mày vừa lòng mày chưa? Vậy ngày nào là đẹp? Rằm tháng 7. Sao vậy? Thì ngày đó đẹp ai biết, thầy nói sao tao nghe vậy thôi. Mà bây giờ mày lên đây để làm gì? Anh thiệt tu không? Tao tu mày không thấy hả? Anh tu thiệt á hả? Mà sao nhìn anh trắng trẻo, mập mạp, trời bộ thịt thà chứ lắm, bụng bự như vậy anh? Nghiệp à? Nghiệp à? Trên chùa người ta là ăn chay. Nói tầm bậy tầm bạ. Cơ địa của tao hợp với đậu hũ. Từ nhỏ tới lớn má tao ăn đậu hũ. Hiểu chưa? Dạ. Bậy gì tầm bạ? Hèn chi. Mà bây giờ mày lên đây để làm cái gì? Mày kiếm tao để làm cái gì nữa? Má anh nhờ em lên đây kiếm anh nè. Má tao? Dạ. Trời ơi, tại sao tao lại pha của như vậy? Tao bán nhà bán cửa, vợ tao bỏ tao chỉ vì cờ bạc. Tao mất hết tất cả rồi. Nói chuyện bình thường được không? Vậy đi anh. Mà cậu quá. Em cũng vậy đó. Nói chung là vậy đó. Ây da, bây giờ tao làm sao còn mặt mũi nào đi về gặp má tao đây? Tao lên đây tao bán nhang rồi, tao đã trốn rồi. Chắc má tao không bao giờ tha lỗi cho tao đâu. Gia đình tao không tha lỗi cho tao đâu. Mày về đi. Mày đừng biết tên tao nữa. Về đi. Anh. Hả? Anh à, cha mẹ nào mà nỡ bỏ con mình. Chính vì vậy má anh á, nhờ em đi kiếm anh nè. Anh về đi. Má anh đang khóc nằm ở nhà một đống nữa kìa. Thiệt không? Thiệt. Em thề. Thiệt hả? Thiệt. Má anh tha thứ cho anh hả? Trời ơi, mừng quá. Bây giờ làm sao? Bây giờ tao phải về liền. Phải gom đồ về liền mới được. Gom của anh về. Về đi anh. Nhưng mà chờ đứa này chờ anh xíu. Anh vô anh xin thầy cái, anh gặp thầy cái anh về nha. Thầy mà anh cũng thiếu nợ nữa hả? Tao chọt vô mặt mày à. Nghiệp à. Cầm đi. Nhưng mà nè, đứng xíu qua đây. Gì vậy? Bây giờ anh vô anh xin thầy. Dạ. Anh về anh nói với thầy là anh báo hiếu cho má anh. Chắc dạ. Thầy cũng cho, tại vì sao? Lúc mà anh không có nơi cu mang thì anh lại đây. Thầy cu mang anh. Thì bây giờ anh đi anh phải nói thầy một tiếng, mày hiểu không? Mày vô mày nói thầy một tiếng giùm anh nha. Về anh còn báo hiếu cho ba má anh nữa. Dạ. Nha, giúp anh nha. Dạ. Bớt cái miệng lại, đừng nói nữa. Nghiệp đó, dạ thôi, đi. Ừ. Đi.